Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng vừa ban hành quy tắc ứng xử trong du lịch. Theo đó thì quy định yêu cầu người dân phải có thái độ niềm nở và tôn trọng khi phục vụ du khách. Đây được xem là việc làm cần thiết để gìn giữ hình ảnh và xây dựng hình ảnh của một thành phố Đà Nẵng xinh đẹp và thân thiện trong mắt của du khách trong và ngoài nước. Theo đó thì tất cả các cá nhân cũng như là ngành hoạt động có liên quan đến du lịch đều phải tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của từng địa phương, có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội. Đặc biệt là người dân tại các địa điểm phục vụ tham quan thì không được đeo bám, trèo kéo làm phiền du khách. Cùng với đó thì phải niêm yết giá công khai và không được cung cấp dịch vụ không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bên cạnh đó thì du khách đến tham quan cũng phải tôn trọng truyền thống văn hóa, có ý thức giữ gìn và không gây ồn ào, mất trật tự hoặc nói chuyện quá lớn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Trước đó thì thành phố Đà Nẵng cũng tiến hành xử phạt nghiêm đối với hành vi trèo kéo du khách và xả rác gây ô nhiễm môi trường tại các bãi biển.